Cả Đông Nam Á ngỡ ngàng khi Trung Quốc lại nói thế này về chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Campuchia. Các bạn thân mến, Việt Nam, Campuchia là hai nước láng giềng cùng nằm trên bán đảo Đông Dương và đều có nguồn gốc nền văn minh nông nghiệp lúa nước với lịch sử lâu đời. Nhiều điểm tương đồng trong văn hóa đã giúp quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia phát triển toàn diện, tốt đẹp, luôn gần gũi, gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Mới đây, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Campuchia đã góp phần khẳng định rõ nét mối quan hệ bền chặt này. Nhưng liệu có phải nó đã bền chặt từ cổ chí kim hay còn câu chuyện gì ẩn sâu trong đó? Và Trung Quốc có liên quan như thế nào tới mối quan hệ Việt-Cam? Hãy cùng TB Chess tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Techon Hun Sen trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến thăm chính thức tới Campuchia. Sáng ngày mùng 8 tháng 11, Bác cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã có mặt tại sân bay quốc tế Phnom Penh để bắt đầu chuyến thăm. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm Campuchia trên cương vị là Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Campuchia trong năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022. Trong không khí long trọng nhưng gần gũi, cuộc hội đàm giữa hai vị thủ tướng đã diễn ra. Tại đây, hai lãnh đạo bày tỏ sự hài lòng về việc phát triển của quan hệ Việt Nam-Campuchia trong suốt thời gian qua. Vượt qua những khó khăn cản trở bởi đại dịch, quan hệ chính trị ngoại giao giữa hai nước vẫn không ngừng được củng cố và ngày càng gắn bó, tin cậy thông qua việc duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên trên tất cả các kênh, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Với mối quan hệ ngoại giao truyền thống suốt 55 năm qua, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, nhấn mạnh nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia. Khẳng định phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận, cơ chế hiện có nhằm giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước. Hai thủ tướng cũng dành thời gian trao đổi về một số vấn đề khu vực, quốc tế, nhấn mạnh rằng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam và Campuchia cần tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Tích cực góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Qua nhiều nội dung được trao đổi giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo cấp cao tại Campuchia, có thể thấy chuyến thăm đã góp phần quan trọng trong việc củng cố tình hữu nghị của mối quan hệ Việt-Cam. Trên thực tế, mối quan hệ này trước đây đã có xảy ra một số biến động. Cả nhân loại sẽ không thể nào quên về cuộc chiến của tập đoàn phản động Pol Pot đã đặt dân tộc Campuchia trước thảm họa diệt chủng khủng khiếp. Trong khoảng thời gian tháng 5 năm 1975, tập đoàn này đã đưa quân đến đánh chiếm một số đảo của Việt Nam, triển khai 19 trên 23 sư đoàn dọc tuyến biên giới, trong đó huy động 10 sư đoàn gây chiến tranh biên giới Tây Nam Việt Nam từ tháng 4 năm 1977. Pol Pot đã gây ra nhiều đau thương mất mát cho hàng vạn dân thường, đồng thời bỏ qua lời kêu gọi, thiện chí và những nỗ lực của Việt Nam về giữ gìn hòa bình, hữu nghị, đối thoại, bỏ qua cả những lời kêu gọi của lực lượng tiến bộ và những người có lương tri trên thế giới. Khi đó, mặc dù có quyền đánh trả và đủ khả năng tiêu diệt hoàn toàn quân xâm lược Khmer Đỏ, nhưng Việt Nam vẫn hết sức kiềm chế để tránh một cuộc chiến tranh không mong muốn xảy ra. Việt Nam tin tưởng chắc chắn rằng với truyền thống kiên cường, không chịu khuất phục trước các thế lực bạo tàn, nhân dân Campuchia nhất định sẽ vùng lên lật đổ chế độ diệt chủng. Trong thời khắc gian nan đó, nhận được sự mong muốn giúp đỡ từ Campuchia, Việt Nam ta cũng đã hết lòng hỗ trợ và đáp lại niềm tin của những người anh em mặc cho nước mình vẫn đang còn trong hoàn cảnh khó khăn bộn bề. Hơn hết, tác nhân đổ thêm dầu vào lửa gây nên chiến sự này được chỉ ra là Trung Quốc, đối tác bên ngoài chính yếu ủng hộ Pol Pot. Chính phủ nước này từ lâu luôn cố hạ thấp mối quan hệ thân cận với Campuchia, ngầm cung cấp viện trợ lương thực, xúi giục bè lũ phản động tiến hành chính sách diệt chủng tàn khốc xâm lược Việt Nam. Hành động tiếp tay cho Pol Pot trong quá khứ đến nay vẫn luôn là một trong những khía cạnh nhạy cảm, đối ngược lại với tình hữu nghị giữa ba nước Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia. Chúng ta không bao giờ quên đi quá khứ, những nỗi đau là còn mãi. Nhưng trước thực tế hội nhập kinh tế toàn cầu, việc mở cửa giao lưu với thế giới là yêu cầu thiết yếu. Nhìn vào mối liên kết keo sơn gắn bó cả về chính trị, quân sự, xã hội của ba nước hiện tại thì ta lại càng thấy rõ sự khéo léo và thái độ ngoại giao tài tình của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Để lại tội ác, để lại thương đau, nhưng để bao dung vì lợi ích phát triển của toàn cầu. Hai chuyến thăm gần đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc và Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Campuchia đã góp phần khẳng định rõ nét điều đó. Việt Nam đã và đang thực sự là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia và là thành viên tích cực có trách nhiệm trên cộng đồng quốc tế.
Điều này thực hiện theo đúng phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra ngay từ những ngày đầu giành độc lập, làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng nhấn mạnh trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 rằng chúng ta sẽ quyết tâm xây dựng và phát triển một nền đối thoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc. Trường phái ngoại giao có tên Cây tre Việt Nam, mềm mại nhưng kiên cường, sáng tạo nhưng đầy bản lĩnh, biết nhu, biết cương, biết thời, biết thế, biết mình, biết người. Quay trở lại với Campuchia, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam không hẳn chỉ là cuộc gặp mặt đơn giản giữa các nhà lãnh đạo hai nước mà mang những ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước hết, chuyến thăm diễn ra trong năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022, chào mừng 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây là dịp Thủ tướng hai nước sẽ rà lại tổng thể quan hệ, từ đó xác định những xung lực mới, động lực mới, biện pháp mới nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào giai đoạn mới, thực chất, hiệu quả và tin cậy hơn. Thứ hai, sau một khoảng thời gian dài bị đóng băng bởi dịch bệnh, Việt Nam đã vươn lên như một điểm sáng trong nỗ lực đẩy lùi các tác động của COVID-19 và có được những thành công bước đầu. Chuyến thăm vì vậy góp phần đánh dấu việc hai nước chính thức nối lại hợp tác toàn diện, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, v.v. Những lĩnh vực thiết thân trong quá trình phục hồi kinh tế của cả hai nước. Từ đó, hai bên cũng lên phương án phối hợp xây dựng nền kinh tế tự chủ, tăng cường năng lực chống chịu với các tác động bất lợi từ nền kinh tế toàn cầu. Cuối cùng, chuyến thăm không chỉ góp phần khẳng định mối quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam-Campuchia với nhiều lợi ích nói riêng mà còn đề ra cho các vấn đề trên khu vực và toàn cầu nói chung. Tại sao TB Trends lại nói như vậy? Bởi lẽ năm nay, Campuchia sẽ đảm nhận vị trí chủ nhà các hội nghị ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác. Trong khi đó, Việt Nam ta cũng cùng lúc đảm nhận nhiều vị trí đa phương quan trọng. Vậy nên, cuộc gặp mặt trao đổi trực tiếp sẽ là cơ hội để hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm, lập trường của mình về các vấn đề khu vực, quốc tế và hỗ trợ nhau trên các diễn đàn. Đặc biệt, Việt Nam sẽ thể hiện sự hỗ trợ và ủng hộ mạnh mẽ Campuchia đảm trách thành công vai trò chủ nhà ASEAN. Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng đồng thời tới thăm Bệnh viện Chợ Rẫy và tổ chức nói chuyện với cộng đồng người Việt tại Campuchia. Thủ tướng đánh giá cao việc tăng trưởng trên tất cả các mọi mặt của bệnh viện và lưu ý rằng bệnh viện cần tập trung chữa bệnh cứu người theo tinh thần, thầy thuốc như mẹ hiền, lấy sức khỏe người dân là kim chỉ nam, phục vụ với tinh thần cao cả nhất. Làm sao vừa giảm chi phí, vừa nâng cao chất lượng, tổ chức năng lực tay nghề các bác sĩ. Khi ấy mới là thành công. Chiều cùng ngày, nhiều cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm ăn tại nước bạn đã có cơ hội được nói chuyện, trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo báo cáo và ý kiến phát biểu tại cuộc gặp mặt, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cộng đồng người Việt đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và trí thức. Nhiều dự án của các doanh nghiệp Việt Nam đóng góp tích cực cho kinh tế xã hội Campuchia, đồng thời tạo việc làm cho hàng vạn lao động, cải thiện đời sống, bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước Campuchia, tham gia các hoạt động xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Trước những chia sẻ của bà con, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã rất xúc động. Bác chia sẻ rằng tuy ở xa, nhưng Tổ quốc luôn trong trái tim bà con và bà con luôn ở trong trái tim của Đảng và nhà nước. Bà con là một bộ phận khăng khít không thể tách rời của dân tộc, của đất nước. Bác thông cảm và hiểu về những khó khăn mà bà con phải chịu trong hơn 2 năm phòng chống dịch COVID-19 cùng những vất vả tại cuộc sống nơi đất khách quê người. Bác đồng thời khẳng định nhà nước sẽ luôn lắng nghe ý kiến, đề xuất kiến nghị của bà con và mong bà con sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, chấp hành tốt luật pháp sở tại, thích nghi với hoàn cảnh và gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ gắn bó giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Kết thúc chuyến thăm, mối quan hệ song phương Việt-Cam ngày càng bền chặt, tình thân giữa những người con máu đỏ da vàng cũng vì thế mà nồng đượm hơn. Điều này tạo nên một khối đồng nhất, kết nối không chỉ người dân Campuchia, cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Campuchia, mà cả những người dân Việt Nam hướng về ủng hộ quốc gia láng giềng. Sau hơn 35 năm đổi mới, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới và tư tưởng tiến bộ của nhân loại. Công tác đối ngoại mang bản sắc cây tre Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả và thành tích tốt đẹp. Điều này hứa hẹn sẽ ngày càng nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới, từng bước đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Công tác đối ngoại liệu sẽ có những biến chuyển tích cực nào tiếp theo? Hãy theo dõi TB Trends để cùng cập nhật những thông tin mới nhất các bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TB Trends nâng tầm kiến thức. Nhớ ấn like, share và subscribe để theo dõi những video mới nhất. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.